Xin chào tất cả các bạn, hiện tại thì Huy đang có mặt tại phim trường để quay một clip giới thiệu cho game Tân Thiên Long Mobile VNG. Và mọi người thấy Huy đang mặc một bộ đồ rất là đẹp đúng không? Trang phục cưới của thời xưa. Mọi người biết tại sao không? Tại vì ở trong game Tân Thiên Long Mobile có một cái tính năng mới đó, tính năng kết hôn. Và tính năng này thì khi mà kết hôn xong thì chúng ta có thể có những cái động tác kết đôi rất là đẹp, rất là tuyệt vời trong game. Và mọi người hãy cùng chờ đón đoạn clip mà Huy đang mặc bộ đồ như thế này để cùng chờ đón xem nha. Mọi người hãy cùng tải game Tân Thiên Long Mobile VNG trên App Store và Google Play. Các bạn có muốn tải đâu cũng được, miễn là có điện thoại thông minh là có thể chơi game. Nào, hãy cùng tải để chơi với Huy nha. Tân Thiên Long Mobile VNG, tuyệt tác kiếm hiệp Kim Dung, tải ngay trên Google Play hoặc App Store.